cao lên chút. Chào mấy bạn đã đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm bữa thì shopping nó có giảm giá lạp xưởng 200.000 mà giảm có 89.000. Mình mua về mình ăn thử coi sao, mình review cho mấy bạn coi luôn. Nếu mà mấy bạn thấy video này hay á, nhớ like, đăng ký, chia sẻ ủng hộ mình nha mấy bạn. Giờ mình khui ra cho mấy bạn coi nó như thế nào ha. Cái này á, nhiều người đánh giá thì cũng ăn ngon, mà tại vì nó làm xong rồi cái nó đóng gói nó đi luôn á, nó không có phải nắng, chỉ hút chân không thôi. Nó sẽ không có được khô mà nó ướt. Dao mình không có mũi nhọn, mình tháo ra được. Luôn. Giao hàng miễn phí luôn nha mấy bạn. Mình tháng này nó có mấy cái mã giảm giá giao hàng. Đây là sản phẩm lạp xưởng mà cái giá là 89.000 một ký nha mấy bạn. Nó còn hơi ướt nha, còn nước nè. Mấy bạn mua về mấy bạn đem ra nắng là cũng phơi một hai nắng là nó sẽ khô, ăn ngon lắm nha mấy bạn. Mấy bạn ăn thì mua ăn thử đi nha. Người ta làm, người ta nói là làm bằng ruột heo thật á, nên nó không có đều, nó nhỏ lớn nè. Ăn thì nó ngon. Cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Thấy hay thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ ủng hộ mình nha mấy bạn.